chứ mới rồi mình có cơn mưa em sớm sớm nhỉ. Mở ra gặp cái này rồi. Còn là thuốc kia nó. Kéo phần dù của nó đi này. Chân nó đó. Chân tìm đi này. Càng luôn đi.
cách mình vô nó đi. Cái phần này này rồi mình gắn các chi của nó lên nhé. Căng nữa như vậy lần này xong con cua màu vàng này rồi. Nếu các bạn thấy hay cho mình like, share và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.